Xin chào anh em. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Thơ Xe TV. Hiện tại thì tôi và anh Huân đang có mặt tại Hồ Gươm trên hồ đấy. Để hôm nay bọn tôi sẽ làm một cái video, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái sai lầm mà các bạn mắc phải để đến bây giờ các bạn vẫn FA và không thể có gấu. Đấy, thì hôm nay tôi với anh Huân là mặc cái bộ dạng này, các bạn có nhận ra bọn tôi không? Đó, trong quần áo rách dưới này, dép này, trong cái quần này. Đó. Thì hôm nay bọn tôi ăn mặc như thế này, sẽ sử dụng cái bộ dạng như thế này để đi xin số các bạn gái để xem như thế nào, để xem phản ứng và các bạn ấy có cho không nhé. Và sau đó bọn tôi sẽ đi tuốt tát lại cái ngoại hình của bọn tôi, quần áo đến mái tóc để xem sự khác biệt của nó như thế nào. Theo tôi nhé. Bạn ấy cho mình hỏi đường Hàng Bông đi lối nào ấy nhỉ? Không biết đâu. Không biết đường Hàng Bông à? Mình đi lên quanh đây mà mình không biết là... ok, mình cảm ơn. À, bạn ơi, mình có thể xin số điện thoại Facebook của bạn được không? Hả? Nhưng mà sao lại không được? Không quen nữa. Nhưng mà không quen thì từ từ mình quen. Được không? Đó là mình chỉ nhắn tin thôi chứ không có gì cả. Ok, mình cảm ơn nhé. Bạn ơi, cho mình xin số điện thoại được không? Hay Facebook được không? Đi thẳng ra đây, à. Đi ra hàng trống xong rồi sẽ phải là Hàng Bông. Hàng trống sẽ phải Hàng Bông, ok, mình cảm ơn. À bạn ơi, bạn có thể cho mình xin Facebook của số điện thoại của bạn được không? Được chưa? Không, mình thấy bạn cũng... À, em có người yêu rồi. Ồ, điện thoại được không? Thế nào, thế nào? Sao? Ok, vậy thì với ngoại hình này của tôi và anh Quân thì vừa nãy bọn tôi không xin số được ai cả mà thậm chí còn bị đuổi. xua đuổi nữa cơ. Bạn đi chạy luôn. Đây cũng là cái sai lầm đầu tiên và cũng chính là sai lầm quan trọng nhất, bởi vì nó chính là ngoại hình của chúng ta này. Ngoại hình chúng ta tiếp xúc trực tiếp với cả đôi mắt người đối diện nên là nó còn ảnh hưởng đến cả cái thiện cảm người ta dành cho mình nữa cơ. Nên là với ngoại hình này thì bọn tôi đấy, cái thiện cảm người ta không có nên là bị xua đuổi đấy. Mà mình theo mình ấy thì con trai nam giới chỉ cần chỉnh chu thôi, nghĩa là mọi thứ nó gọn gàng, từ đầu tóc gọn gàng đến quần áo chỉ cần gọn gàng thôi đã thay đổi quay ngoắt 180 độ luôn. Đấy, thế thì để anh em xem con trai có thể thay đổi như thế nào khi mà trở nên gọn gàng hơn. Thì anh em bắt đầu vào salon. Okay, để thay quần áo. Thay quần áo này, bắt đầu làm mái tóc này. Xong rồi tôi sẽ quay lại cái địa điểm cũ để gặp mấy bạn gái để xin số lần nữa xem như thế nào. Kết quả nó khác lần đầu nhé. Các bạn phải luôn giữ cho bản thân cái ngoại hình của mình nó được gọn gàng, sạch sẽ, nói chung là nó phải toàn diện, nó đẹp trai nhất. Và như mình vừa nói thì là cái ngoại hình chúng ta ảnh hưởng trực tiếp đến người đối diện nên là cái đấy rất là quan trọng. Anh em muốn đẹp trai nhất thì nên đi tỉa tóc thường xuyên này, và có thể uốn nhuộm thêm để làm sao để chúng ta được, nói chung là thật là đẹp trai luôn, để anh em kể cả tán gái hay là đi làm cái thứ nó đều suôn sẻ. Ok, vậy là vừa rồi thì bọn tôi đã làm lại xong mái tóc cũng như là thay đổi xong quần áo rồi. Đấy thì ngay bây giờ đây chúng ta chuẩn bị bắt đầu quay lại đoạn hồ để xin số các bạn gái. Và còn một sai lầm thứ hai nữa mà mình muốn nhắc đến cho các bạn, đó là cái việc anh em chúng ta không biết bắt chuyện với phụ nữ ra sao. À đấy thì mình thấy là một cô gái thì thường họ sẽ luôn tỏ ra kiểu mình dè dặt và phòng ngự trước một người lạ. Bất kể ai cũng vậy, kể cả nam giới, con trai chúng ta cũng vậy. Đấy thì để làm sao chúng ta có thể tiếp cận được một người thì chúng ta phải nói chuyện bằng những câu chào mở đầu mang tính nó tôn trọng, hoặc là mình khen mình phải khen cô ấy một chút để làm sao mình có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Mình tránh gọi là đề cập đến cái mục đích hay là cái vấn đề mình một cách nhanh quá. Ví dụ như là cho anh xin số đấy, như kiểu Huân vừa cho anh xin số bắt bị đuổi luôn. Hay là tránh cái việc mà các bạn kiểu lao vào xong lại hỏi những cái câu em ăn cơm chưa, em đang làm gì đấy, em ngủ chưa, bla bla bla. Thì anh em phải có cách nói chuyện riêng. Thì bây giờ tôi với Huân sẽ lên hồ luôn và thực hành cho anh em xem nhé. Anh nói chuyện với em tí được
được ạ. Bữa nay anh đứng ở xa ấy, được. Anh cũng có nhìn thấy con em chụp ảnh á. Thì anh muốn xin số điện thoại Facebook của em được không? Anh có thể xin Facebook của em được không? À, tất nhiên. Đúng rồi ạ. Ờ, em bấm vào anh rồi. Anh có thể ngồi đây được không? Anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Thực ra anh đứng ở ngoài xa kia, anh cũng có để ý em một lúc. Anh rất thích cái mái tóc của em, cái màu. Sao em ngồi mình á? À, em mới làm. À, đi làm về xong ra đây ngồi mình luôn á? Em ở đây à hay là ở đâu? Không ạ. À, em có thể cho anh xin Facebook và số điện thoại của em được. Thôi thì anh cứ xin thôi, xong rồi nếu mà có dịp thì về sau thì mình có thể, anh có thể nhắn tin cho em hoặc là cái gì mình cũng chưa biết được, nhưng mà thôi thì anh bây giờ anh đang có một chút ấn tượng về em á. Thì có thể cho anh số Facebook hoặc số điện thoại được không? Facebook rồi. Facebook rồi. Ok. Chào bạn. À không, mình với anh mình đứng nhìn bạn ở ngoài thấy mình muốn xin Facebook của bạn được không? Em muốn xin Facebook của mình hả? Vâng. Bạn mới đến Hà Nội à? À, các bạn ở Sài Gòn à, đúng không? À, đúng rồi. Mình cũng sinh ra trong Sài Gòn đấy. À, à. Mình xin Facebook của bạn đúng không? Ừ. Cho mình xin nào. Bạn đọc đi. Thảo. Thảo. À, Yunji. Mình theo dõi bạn hả? À, bye bye. Đấy, anh em thấy chưa? Sau khi mà tôi và anh Huân đã lên đồ các thứ, tóc tai xong phát thì khác hẳn so với lúc đầu mà tôi lên hồ luôn. Lúc đầu bị xua đuổi các thứ, nhưng mà sau khi đã hoàn chỉnh rồi thì tôi đến tôi gặp hai bạn nữ thì tôi đã xin được cả tên này, cả Facebook các thứ luôn. Đấy, xin được cả lead số điện thoại hôm nay, tí nữa về nhắn tin dần. Đúng rồi. Nên là vậy thì cái việc mà anh em thay đổi về ngoại hình các thứ xong, đầu tóc xong thì cái cơ hội anh em có gấu tăng lên khoảng 80-90% đúng không anh Huân? Chuẩn luôn. Đấy. Ngoại hình là cái đập vào mắt người ta đầu tiên. Nếu như các bạn muốn gây một cái ấn tượng thiện cảm ngay từ ban đầu, chắc chắn là các bạn cần ngoại hình. Đấy, nên là anh em phải thật nhanh lên. Đến 30 size làm tóc thì gần Tết rồi. Phải có gấu thì để mà về ra mắt đi, nhưng các cụ lại hỏi. Đúng rồi, còn các bạn trông chờ người ta phải tìm hiểu bên trong bạn thì người ta không. Tôi nghĩ là thời gian bây giờ ấy, người ta sống vội lắm, người ta không đủ thời gian để tìm hiểu bên trong bạn tốt đẹp như thế nào đâu. Nhưng mà chúng ta có một tâm hồn đẹp, cộng thêm là làm một cái ngoại hình ok, chỉnh chu, gọn gàng nữa, chắc chắn là bạn là số 1 luôn. À, mình có một phần quà nữa dành cho các bạn. Anh nói phần quà các bạn đi. Đó là code giảm giá 20% dành cho người đầu tiên. À đâu? Đúng rồi, lần đầu tiên đến 30 size. Ừ. Thì anh em lên trong web 30size.com này, anh em đặt lịch, điền cho tôi dòng code 30 size TV vào. Thì cái gói size combo anh em 100k sẽ giảm xuống chỉ còn 80.000 thôi. Nên là anh em nhanh tay lên để mà đẹp trai cho mình, để cầu gối trong mùa Tết đi nhá. Chỉ còn 3 tuần nữa thôi. Ok, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Okay, subscribe kênh 30size TV nha.